Hello How about phần speaking test 2? Phần nói số 2. Cái phần giới thiệu là các bạn biết hết rồi, cô lướt qua nha. Rồi bây giờ qua phần tiếp theo. Miss. Ngọc Hân đọc câu màu đỏ, Kim Quyên đọc câu màu xanh. 7 điểm khác nhau. In picture A, the smaller drums are green. But in picture B, the smaller drums are red. In picture A, the guitar on the wall are different. But in picture B, the guitar on the wall aren't the same. In picture A, the teacher has got beard. But in picture B, the teacher has got mustache. In picture A, there's a photos of a building on the wall. But in picture B, there's a poster of a pop star on a wall. In picture A, the girl with the violin is Violin. violin is wearing a blue vest. But in picture B, the girl with the violin is wearing a yellow belt. Yellow, you know what you mean? In picture A, there's a lot of on the rock. But in picture B, there's a magazine on the rock. In picture A, four children are playing instruments. But in picture B, five children are playing instruments. Okay. Rồi các bạn ơi, ai đã làm xong 5 điểm này rồi? Rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nha. Mấy cái phần này thì cô nghĩ là các bạn ổn rồi, các bạn biết cách làm hết rồi. Rồi bây giờ qua phần này mới khó nè. Nhìn cho cô hai cái công thức nha. Một bên là tờ giấy của ban giám khảo, có một câu ban giám khảo sẽ đưa ra cái câu hỏi đó, các bạn phải chú ý coi coi xem người ta hỏi những cái câu mẫu câu gì để lát nữa các bạn hỏi lại, các bạn dựa vào cái mẫu câu hỏi đó các bạn hỏi lại người ta. À, ban giám khảo gợi ý trước, còn nếu mà ai mà không gợi ý trước, người ta cho các bạn làm mẫu câu hỏi luôn. Bây giờ cô sẽ che bớt đi. Katie's mom's car. Vậy xe ô tô của mẹ, mẹ của Katie. À. Rồi, ở đây có color, các bạn chú ý công thức màu xanh là to Công thức màu đỏ, màu hồng là động từ thường, nó phải có do does. Thì muốn tạo thành công thức dấu dấu chấm hỏi thì các bạn dựa vào công thức, có từ để hỏi thì các bạn để lên đầu câu, còn không có thì các bạn bỏ nó đi. Và đầu câu phải có to be và do does đứng đầu câu. Được chưa? Vậy bây giờ mình đi xét coi xem là cái nào có to be thì mình dùng cái màu xanh. À, cái nào mà có động từ thường thì mình dùng cái công thức màu hồng. Rồi tất cả nhìn lên đây. Color có động từ thường đúng không? Nói về màu sắc có động từ thường không? Không nha. Vậy thì mình sẽ dùng công thức to be. Rồi, how many doors, hỏi về cái số lượng của cái cửa, mình có động từ thường không? Không, mình dùng mẫu câu are there cũng được. Còn mình dùng mẫu câu do you have hoặc là does it have gì đó thì cũng được nha. Nhưng mà dùng cái mẫu câu are there thì mình không cần phải dùng cái mẫu câu màu hồng này ha, động từ thường này ha. Rồi, age, hỏi về độ tuổi có cần động từ thường không? Không, vậy là nó dựa vào công thức trên. Rồi, nói về mắc, độ mắc hay rẻ. Cái tính từ mắc hay rẻ mô tả cái sự mắc rẻ có động từ thường không? Không cần luôn ha. Đó, vậy thì mình sẽ dùng cái công thức màu xanh. Where, now, bây giờ ở đâu? Ở đâu có cần động từ thường không? Không cần luôn. À, vậy à, cái công thức này thì mình sẽ dùng to be hết các câu này. Vậy câu nào có how thì mình sẽ đưa ra đầu câu. Rồi tới to be, tới chủ từ. Câu nào có where, có what thì mình đưa ra. Còn cái câu nào mà không có where, how, what gì đó thì mình sẽ đưa be ra đầu câu. Rồi bắt đầu chúng ta cùng làm. Câu số 1, ai làm được? Ai làm được câu số 1? Kim Quyên. Hỏi về màu sắc. Dạ, con nghĩ là what color is it? What color is it? Is Dạ, là nó. là đang nói về cái car, cái xe ô tô đây này. Xe ô tô của mẹ của Cathy á. Mẹ của Cathy có một cái chiếc xe ô tô á.
thì mình hỏi cái chiếc xe ô tô đó nó màu gì, cái car đó nó màu gì, vậy là what color is it, hoặc what color is the car, hoặc là what color is Katie mom's car, được chưa? Rồi chúng ta trả lời ở bên đây silver, nó màu bạc, vậy mình sẽ trả lời the car is silver. Cái quan trọng là các bạn đặt câu ha. Rồi người ta cho có từ color thôi thì các bạn thấy không? What color là nó WH question. Rồi tới to be là is, tại vì the car nó chỉ có một cái xe thôi cho nên chúng ta phải dùng số is là is, chủ từ là car. Đó, danh từ nó đứng vị trí chủ từ, nó không có dùng is. Mình nói what color is it, có hiểu cái it thế là cái gì không? Tại chưa có nhắc trước ha. Cho nên mình nói rõ là what color is the car. Còn bạn nào bí quá thì nói what color is it. À. Còn bạn nào mà muốn nói dài dòng cho nó có điểm, what color is Katie mom's car? Đó. Nhưng mà đọc thì nhớ phải xì 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 ra. À. Rồi câu số 2 ai làm được? Ai đặt câu được nè? Có bạn nào đặt câu được không? Có mỗi Kim Quyên vậy? Rồi mấy bạn khác chưa có làm ở nhà hả? Suri. How many dolls does Katie Cái gì Katie mom's car mom? Katie mom's car have hay has? Nói dứt khoát. Has a. Trong câu hỏi có đu đơ chưa? Katie Có đu đơ thì động từ phải làm sao? mom's car Yeah, không cười nổi à. Trong câu có đu đơ đó, đít động từ đại nguyên. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm một câu đơn giản là to be thôi. Are there? How many là cái W question. To be are. Chủ từ là there. Are there? Đó. How many doors? Bao nhiêu cái cửa? Are there? Là có bao nhiêu cái cửa? Còn bạn Suri làm là does the car have? Vậy have đó nó phải để ở cái động từ thường nguyên mẫu. Tại vì trong câu có do does rồi, cho nên nó không cần phải biến đổi nha. Vậy mình trả lời there are thôi. Three doors, có ba cửa. Nhìn vào thông tin ở đây, nó có số 3. Rồi nói về câu tuổi, ai nói được? Cái xe này nó được mấy năm rồi, mua được mấy năm mà tuổi rồi? À, Ngọc Hân. Hân ốc. Lắc. Hà. Hân Hà Hương. Hiếu. Còn nào tên Hà không? Gia Hân. Úi giời ơi, còn ai tên Hà nữa không? Bảo Châu. Ai biểu có chữ Hà trong đấy anh chị? Phú. How old are Are there là cái gì? Are there đấy là cái gì? Đang hỏi về cái gì? Đang hỏi tuổi của cái gì? they? Cái xe. Chiếc xe có mấy chiếc xe? Mẹ có mấy chiếc xe mà dùng A? Thấy chưa? Các bạn phải chú ý nha. Mấy lần trước cô chỉ lướt qua cho các bạn. Các bạn chỉ nhìn đáp án của cô thôi. Hôm nay cô hỏi sát các bạn á, xem ai làm được á. Mẹ có một chiếc xe thôi, phải dùng how old is the car. Hiểu chưa? Đó, the car mình đã nhắc trước rồi, mình có thể thay thế bằng it, nó. How old is it? Còn nếu mà bạn bao nhiêu tuổi thì mình sẽ nói là how old are you? Hiểu không? Rồi, it is 2 years old. Nó được 2 năm tuổi rồi. Rồi, câu tiếp theo, cheap or expensive? Hỏi các em, cái xe này nó mắc hay rẻ? Nam. Không mắc hả? Không mắc là hỏi giá tiền. Lố rồi, lố rồi, em đi xa quá rồi. Cô chưa bao giờ dạy cho cô các bạn cái mẫu câu hỏi giá tiền, how much. Cho nên các bạn đừng có bị rối cái câu đấy. Ngoài bạn Suri, bạn Kim Quyên ra còn ai nữa? Ôi trời ơi, Thiên Anh, Xuân An. Hai người có đáp án không? Hỏi chiếc xe mắc hay rẻ? Thiên Anh, lắc lắc. Xin An. Is the car cheap or expensive? Đúng rồi, hỏi mắc hay rẻ thì phải dùng or. Is it hoặc là is the car cheap or expensive?
Trả lời is cheap, nó thì rẻ. Rồi câu cuối cùng, where now? Bây giờ cái xe nó ở đâu? Nó hay sao? Bỏ lông, Mỹ Kim. Ai có đáp án rồi? Vì bây giờ ơi, thấy tới đây các bạn chỉ nhìn mọi người học thôi hả? Mỹ Kim làm được không? Không. Hỏi bây giờ cái xe nó ở đâu? Thử hả? Rồi mời Hiếu. Where Que gì? can Dùng que to be hay que the? Do the. where the Rồi the có động từ thường đâu, dùng the. Vậy nữa, thấy chưa? Cô đã nói rồi, dựa vào công thức xanh hay là hồng để các bạn đặt. xanh Công thức xanh thì phải dùng to be chứ, làm sao dùng do the đâu. quên Căng thế nhỉ? Rồi con Kim Quyên. where is the car Câu đơn giản. now? Where is the car now? Hoặc là where is it now? Đổi chữ từ car thành chữ it. Bây giờ nó ở đâu? Trời đất ơi, where nè, W nè. Một chiếc xe thì mình dùng is, the car là chủ từ. Now là bây giờ. Ví dụ where are you now? Bây giờ bạn ở đâu? Where is she now? Where is it now? Rồi trả lời, the car is at home. Nó cho cái thông tin at home thì mình nói it is at home. Hiểu chưa? Rồi bây giờ quay ngược lại qua cái đoạn số 2. Thì chúng ta cũng tương tự. Hỏi về xe ô tô của Robert, mẹ của Robert. Rồi câu số 1, color thì bình thường rồi đúng chưa? What color is the car? Và trả lời the car is black. Câu số 2, bao nhiêu cái cửa? How many doors are there? Còn nếu các bạn dùng động từ thường ha, thì các bạn phải nói là cái xe nó là does the car have. Trong câu có do the thì have phải để nguyên nha Suri. Đấy, Suri làm câu này nè. Được chưa? Mà lại đi viết là has là sai rồi. The car has là sai rồi. Tại vì trong câu nó mình đã sử dụng do the thì cái V1 này, con phải nhìn công thức. Cho nên các bạn phải bám sát hai cái công thức này để các bạn làm nha. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo. Trả lời there are five. Ở đây người ta cho thông tin 5. Rồi câu tiếp theo hỏi độ tuổi là how old. Nói về tuổi, age. Age có nghĩa là độ tuổi. Thì là how old is it? How old is the car? It is 6 months old. Nó mới mua được cái 6 tháng thôi. Rồi cheap or expensive thì is it cheap or expensive? Cheap, expensive nó là tính từ cho nên nó không phải động từ thường, thì các bạn chỉ sử dụng to be thôi. To be nó chỉ đi theo danh từ, tính từ và trạng từ. À. Rồi it's expensive, nó thì đắt tiền. Rồi where is it now? Bây giờ nó ở đâu? Where is the car now? The car is in the station. Nó đang ở ga. Rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. Đó là một câu chuyện hết sức là cảm xúc, cảm động, tình cảm. Alex, the goat and the coconuts. Một con dê và những quả dừa. Alex là bạn trai ở đây đang đứng ở sau cái ghế. Lucy là bạn gái đang đứng dưới gốc cây dừa. Thì bạn gái chỉ tay lên cái cây dừa, lên trái dừa. Hai bạn này đang nói chuyện với nhau trong vườn. Rồi hình số 2 có một con dê nó đi tới, nó nhìn hai cái người này. Bạn trai thì đang đứng lên trên ghế, đang ở trên ghế. Rồi bạn ấy thì đang cố gắng hái trái dừa. Hái dừa là gì các bạn? Hái là gì? Tiếng Anh hái là gì? Cô dạy rồi đó. Đó. Pick up. Hái. Rồi. Rồi bây giờ con dê thì nó làm sao đây?
À, nó không cái cây, có cây dừa là làm sao người ta nói sao, đừng nói kiss nha. Hit hả? Hit 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 the tree là nó đọc cái cây đúng không? the Rồi bây giờ có ba trái dừa là nó đang rớt xuống. À, bạn trai và bạn gái thì sao? tree. Vui, rất là phấn khởi. Rồi bây giờ bạn trai và bạn gái thì đang cầm những cái trái dừa này, được chưa? Rồi họ thì hấp vi đúng không? Rồi bây giờ mình đang nói về con dê, gấu chú ý cái tựa đề. Rồi con dê nó có cái chòm râu dưới đây nha. Rồi bây giờ bạn trai và bạn gái nói chung là họ họ đang ăn trái dừa một cách vui vẻ, được chưa? Rồi chúng ta có cái câu như thế này: Alex and Lucy want to get some coconut. Alex và Lucy thì muốn hái vài quả dừa. The coconut tree is very, very tall. Cái cây dừa này thì nó rất là cao. So Alex is bringing a chair. Vì vậy Alex đang mang theo một cái ghế. Alex still can't get the coconut. Alex vẫn, still là vẫn, không thể hái được những quả dừa. A goat watching him. Một con dê thì đang nhìn anh ta. The goat hitting the tree with its head. Con dê thì nó đang đánh cái cây bằng cái đầu của nó. Some coconuts are falling. Vài quả dừa thì đang rơi xuống. Các bạn đừng có bắt chước con dê nha. Dừa nó rơi xuống chạy không kịp á, là bể đầu á. Now, Alex and Lucy have a lot of coconuts. Bây giờ Alex và Lucy thì có nhiều quả dừa. They are very happy. Họ rất vui. Alex drinking from a coconut. Alex thì đang uống nước dừa. Lucy eating some coconut. Lucy thì đang ăn một ít dừa. And giving some to the goat. Và cho con dê một ít. Cái này các bạn thấy ổn không? Rồi, bây giờ qua phần thông tin ngoài lề, các bạn phải nhớ cho cô những cái câu này. Chủ đề now let's talk about your school. Bây giờ hãy nói về trường của bạn. How many children are there in your class? Bao nhiêu học sinh trong có trong lớp của bạn? 30. What time does school start? Mấy giờ trường học bắt đầu? 7:30. What subjects do you like best? Có từ best nha, là favorite đó. What is your favorite subject á? À, đó là science. Thì các bạn phải trả lời best vào nha. I like science best. What games do you play at school? À, cái trò chơi nào mà bạn chơi ở trường? I play football at school. Đó các bạn, cô nghĩ là các bạn thuộc hết những cái từ này rồi, tại nó đơn giản mà. Nhưng mà cái phản xạ của các bạn á, người ta hỏi là bạn phải trả lời nha. Chú ý lắng nghe kỹ vào cái tai mà nó ù ù là phải xoa ngay để mình nghe cho nó rõ nha. Tell me about your best friend at school. Hãy nói cho tôi biết một người bạn thân nhất, tốt nhất của bạn ở trường. Thì tên của bạn, rồi bạn bao nhiêu tuổi, chiều cao của bạn, rồi bạn ngồi kế bên ai, rồi bạn mấy tuổi, bạn thích cái gì, bạn có mắt xanh hay là mắt nâu, bạn có tóc màu gì, bạn thích mặc quần áo gì. Đó, các bạn tải nhiều ra, bạn bạn thích ăn gì, bạn không thích ăn gì, bạn thích chơi môn thể thao gì. Trời ơi, nói một cái hồi mấy chục câu luôn đó, chứ không phải vài câu đâu. Và người ta cho các bạn ít nhất 3 câu, cho nên các bạn tả ít nhất 3 câu thì các bạn sẽ được nhiều điểm nha. Đó, cô chọn một bản thôi. Còn những cái câu bên đây là nếu các bạn không biết thì người ta sẽ hỏi trả lời yes no cho các bạn và bị trừ điểm. Cuối cùng người ta nói thank you goodbye trước khi rời đi thì các bạn nhớ nói thank you cho lịch sự nha. Thank you, goodbye, để ghi điểm cao hơn. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn lấy cái cuốn sách số 3 ra, chúng ta nghe phần listening test 3. Đây là phần bài kiểm tra cuối cùng của sách số 3. Hy vọng là các bạn có điểm cao nha. Rồi, sẵn sàng xong chưa các bạn ơi? Cô bấm máy nha. Rồi, nghe cho cô những cái từ mới nè. Đọc qua những cái từ này nè. George, cái tên riêng nè. George, chờ ra, mở nhẹ thôi con ơi. George, Sarah,
David, Katie, Harry, Helen, Sophia. Rồi bây giờ các bạn nghe và xem những cái hoạt động. Cái hoạt động đó xem ai đó tên gì. A2 Flyers 3. Published by Cambridge University Press and Uccles 2019. This recording is copyright. CD 2. Test 3. Hello, this is the Cambridge Assessment English Flyers Listening Test. Part 1. Listen and look. There is one example. This is an interesting photo. Thanks. I took it last week. My uncle David works at the airport and I went to work with him one day. Is your uncle in the photo? Yes. Look. He's there in a baseball cap. He's a mechanic. And he had to fix a problem with a machine. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Do you know something amazing? I know a lot of the people in this photo. Really? Yes. Can you see my friend, Harry? He's a hockey player. And he was coming back from a trip with his team. The boy in the striped t-shirt? Yes, that's right. Do you know that child who's carrying a backpack? Is it orange? No, not that one. The one that I mean has got some flowers in it. Oh, that's George. Those were a present for his grandma. Why is that girl carrying a cushion? The girl who's wearing sunglasses? Yes. That's my friend's little sister, Katie. She takes that everywhere. That's a good idea. Then she can sleep on it on the plane. Yes, she can. Are any more of your friends in this photo? Yes. Can you see the girl with really curly hair? Is she meeting her mom? That's right. Her name's Sophia. Her mom had to visit her family in another country, and she was away for a long time. Was your friend pleased to see her? Yes, very. There's one more person that I know in the photo. Which one? Her name's Sarah. She lives in our street. She has an important job in business and she travels a lot. Has she got dark hair? No, it's blonde and straight. She's really friendly. She gave me a lift home. Great. Now listen to part one again. Come on, check answer. Do you know something amazing? I know a lot of the people in this photo. Really? Yes. Can you see my friend, Harry? He's a hockey player, and he was coming back from a trip with his team. The boy in the striped t-shirt? Yes, that's right. Rồi, câu số 1 là gì? Do you know something amazing? Bạn có biết cái gì đó nó tuyệt diệu không? I know a lot of
the people in this photo. Tôi biết nhiều người ở trong bức tranh này, cái tấm hình này. Really? Thật hả? Yes, đúng rồi. Can you see my friend Harry? Harry. Bạn có thể nhìn thấy bạn Harry của tôi không? He's a hockey player. Cậu ấy là cầu thủ chơi môn khúc côn cầu. And he's coming back from a trip with his team. Và cậu ấy vừa mới và cậu ấy đang trở về từ cái chuyến đi với đội của cậu ấy. The boy in the striped t-shirt. Cậu bé mà đang mặc cái áo thun sọc đấy hả? Áo sơ mi sọc đấy hả? Yes, that's right. Vậy bạn Harry. Harry là đang mặc cái áo thun sọc, cầm cái cây khúc côn cầu ở đây. Đây là các bạn nói Harry là người này. Chúng ta nghe câu tiếp theo. Do you know that child who's carrying a backpack? Is it orange? No, not that one. The one that I mean has got some flowers in it. Oh, that's George. Those were a present for his grandma. Rồi, qua câu số 2. Do you know that child? Bạn có biết cái đứa trẻ mà who's carrying a backpack? Người mà đang mang cái ba lô không? Is it orange? Cái ba lô màu cam đó hả? Là cậu bé này hả? No, that not that one. Không, không phải người đó đâu. The one that I mean has got some flower in it. Người mà tôi, ý của tôi là có một ít bông hoa, một vài bông hoa ở trong nó. Vậy là cậu bé này. Oh, that's George. Oh, đó là bạn George đó. Those were a present for his grandma. Những cái bông hoa đó là món quà từ bà của cậu ấy đó. Vậy George là người đeo ba lô màu xanh này. Why is that girl carrying a cushion? The girl who's wearing sunglasses? Yes. That's my friend's little sister, Katie. She takes that everywhere. That's a good idea. Then she can sleep on it on the plane. Yes, she can. Các bạn tìm thông tin của bạn số 3 chưa? Why is that girl carrying a cushion? Tại sao cái bé gái đó lại đem theo một cái gối nệm? The girl who's wearing sunglasses. Bé gái mà đang đeo cái mắt kính chống nắng đó. Kính râm. Yes. Đúng rồi. That's my friend's little sister Katie. Đó là em bạn em Katie nhỏ của bạn tôi. Tức là em của bạn tôi đấy, tên là Katie. She takes that everywhere. Em ấy thì mang nó khắp nơi. That's a good idea. Ý tưởng hay đấy nhỉ. Then, sau đó, she can sleep it on the plane. Sau đó, thì em ấy có thể ngủ trên nó ở trên máy bay. Yes, she can. Vâng, đúng rồi. Vậy, Katie là em gái nào? Đây vào. Câu tiếp theo. Are any more of your friends in this photo? Yes. Can you see the girl with really curly hair? Is she meeting her mom? That's right. Her name's Sophia. Her mom had to visit her family in another country, and she was away for a long time. Was your friend pleased to see her? Yes, very. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo, số 4. Are any more of your friends in this photo? Vậy, có nhiều bạn hơn nữa của bạn ở trong bức tranh này không? Có thêm bạn nào ở trong bức tranh này không? Yes, có. Can you see the girl with... Bà Châu đứng lên ngoài vậy con. Can you see the girl with really curly hair? Bạn có thể nhìn thấy bé gái mà... thực sự tóc xoăn không? Tóc xoăn thực sự không? Là bé này ha? Đây là bé bên ngoài. Yes, có. Can you see the girl? Yes. She
She meeting her mom. Cô ấy đang gặp mẹ của cô ấy đó hả? That's right. Đúng rồi đó. Vậy là bạn gái bên ngoài. Her name's Sophia. Tên của cô ấy là Sophia. Her mom had to visit her family in another country. Mẹ của cô ấy phải đi thăm gia đình của cô ấy ở một cái quốc gia, đất nước khác. And she walked away for a long time. Và cô ấy đã phải chờ đợi cách xa một thời gian dài. Was your friend pleased to see her? À, vậy bạn của bạn có vui để khi mà gặp mẹ không? Yes, very. Có, rất là vui. Vậy cái bạn gái tóc dài này tên là gì? Sophia, nối vào đây. Rồi các bạn chú ý khi mà mình nối, mình tránh cái đường mà nó nằm đè lên nhau như thế này, thì cái người chấm thi người ta sẽ không nhìn rõ được, người ta sẽ cho các bạn sai, hiểu không? Đó, hạn chế cắt một cái đường nào đó thôi, đừng có cắt như thế này nha. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. There's one more person that I know in the photo. Which one? Her name's Sarah. She lives in our street. She has an important job in business and she travels a lot. Has she got dark hair? No, it's blonde and straight. She's really friendly. She gave me a lift home. Great. Rồi, ta đọc câu cuối cùng. There's one more person. Có một người, có thêm một người nữa. More là hơn, là thêm, là nhiều. À, nó có nhiều nghĩa. Các bạn dịch làm sao cho nó ổn. Có thêm một người nữa. That I know in the photo. Mà tôi biết ở trong cái tấm hình này. Which one? Người nào vậy? Her name Sarah. Tên của cô ấy là Sarah. She lives in our street. Cô ấy sống ở trên con đường phố của chúng ta. Của tôi, chúng tôi. She has an important job in business. Cô ấy có một cái công việc quan trọng ở trong cái công việc của cô ấy. Business có nghĩa là kinh doanh, ha, công việc. And she travels a lot. Và cô ấy thì di chuyển nhiều lắm. Nhiều, a lot là nhiều. Has she got dark hair? Cô ấy thì có tóc đậm phải không? No. Không. It's blonde and straight. Nó màu vàng hoa và nó thẳng. Vậy là cô này rồi chứ không phải cô này nha. Đó là cho hai người cho nên các bạn chú ý nghe. She's really friendly. Cô ấy thực sự là thân thiện. She gave me a lift home. À, cô ấy là cho tôi đi ké về nhà. A lift. A lift nó là một cái thang máy home. Không lẽ đưa cái thang máy cho bạn ngồi từ đây về nhà. Tức là đi ké ha. Đi nhờ đó. Great, tuyệt lắm. Vậy cô này tên là gì các bạn? Sarah. Sarah là cô tóc vàng hoa này. Rồi ai làm đúng hết 5 câu trên 5? Chúng ta qua phần số 2. Part 2, 5 questions. Phần số 2, 5 câu hỏi. Listen and write. Nghe và viết. There is one example. Có một ví dụ. Visiting grandpa, đi thăm ông. Rồi vậy trước khi đọc thì các bạn nhớ đọc cái câu hỏi cho kỹ để nghe coi người ta yêu cầu hỏi cái gì thì trả lời cái đó. When, khi nào? Are the child at grandpa's? Một đứa trẻ khác ở nhà ông. Meet grandpa in car park outside the. Gặp ông ở trong công car park là cái chỗ đậu xe, bãi đậu xe. Outside, phía bên ngoài cái gì đó. Animals. Những con vật. They will see. Mà họ sẽ nhìn thấy at the museum. Ở tại bảo tàng. Xong gì đó. Các bạn chú ý nghe. Name of museum. Cái tên của bảo tàng là gì? Day to visit museum. Ngày mà đi thăm bảo tàng là thứ mấy? Bắt đầu. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, Richard. It's Grandpa. I'm phoning to invite you to come and stay with me. That's great. When can I come? Are you going to be busy next weekend?
No, I'm not. Right. Come then. Can you see the answer? Now you listen and write. I'm so happy that you can come to see me. Is anyone else going to come too, Grandpa? Yes. I invited your cousin. Emma? Brilliant! We're the same age. I know. How will you get here? I'm sure that Dad will bring me. Good. I have to go into town on Friday afternoon, so I'll meet you there. Okay. Shall we meet at the station? It's difficult to stop there. Let's meet at 5 o'clock in the car park outside the stadium. That's easier. Okay, I'll tell Dad. Are we going to do anything exciting at the weekend, Grandpa? Well, how about going to a museum? That sounds great. Can we see dinosaurs? That part of the museum's closed at the moment. But they're showing something really interesting about beetles. Where are they from? Countries all around the world. And what's the name of the museum? It's called the Bodley Museum. Okay, I'll write that down so I can tell Mum and Dad. Is it B-O-D-L-E-Y? Yes, that's right. Are we going to go there on Sunday? It's not open then, so we'll go on Saturday. Okay. And then can we go for a pizza after that? Yes, if you like. Looking round museums makes you feel hungry. Thanks, Grandpa. See you soon. Bye, Richard. Now listen to part two again. Rồi, chưa biết hết đâu hả? Ôi giời. I'm so happy that you can come to see me. Is anyone else going to come too, Grandpa? Yes. I invited your cousin. Emma? Brilliant. We're the same age. I know. How will you get here? I'm sure that... Rồi. Đến đó rồi. Các bạn chú ý. I'm so happy that you can come to see me. Ông rất vui rằng khi cháu có thể tới thăm ông. Is anyone else going to come to Grandpa? Có ai tới, ai khác? Else là khác, anyone là còn ai khác. Going to come là sẽ đến thăm ông to nữa. Grandpa, có ai nữa đến thăm ông không? Yes, có. I invited your cousins. Ông đã mời em họ của cháu hoặc là em họ hoặc là chị họ là anh họ nha. Cousin. Emma hả ông? Brilliant. Thông minh lắm. We are the same age. Chúng cháu. Brilliant có nghĩa là tuyệt lắm. We are the same age. Chúng cháu thì bằng tuổi nhau. The same là giống nhau. Age là cái độ tuổi. Độ tuổi giống nhau thì mình dịch là chúng cháu cùng tuổi. Vậy ông mời ai vậy các bạn? Emma. His gì? Cousin là anh họ. Anh họ đúng không? Emma là con gái mà. Vậy là phải dịch là chị họ hoặc là em họ nha. His cousin của cái cậu bé này. Rồi câu số 2. What that Dad will bring me. Good. I have to go into town on Friday afternoon, so I'll meet you there. Okay. Shall we meet at the station? Rồi, meet Grandpa in the car park outside the gì đó. Stadium. Ở đâu? Stadium. I know. Ông biết rồi. How will you get here? Bằng cách nào mà bạn đi tới đây được? Cháu đi tới đây bằng cách nào vậy? I'm sure that will bring me. Dạ, cháu chắc chắn rằng bố cháu sẽ được mang cháu tới đây. Rồi, good.
Tốt lắm. I have to go into town on Friday. Ông phải đi sự vào thị trấn vào thứ sáu. Afternoon, buổi chiều. So, vì vậy, I'll meet you there. Ông sẽ gặp cháu ở đó. À, vậy là gặp ở đâu vậy? Mà gặp ở đâu các bạn? Ok, shall we meet at the stadium? Chúng ta có thể gặp nhau ở sân vận động được không? It's difficult to stop there. Let's meet at 5 o'clock in the car park outside the stadium. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm ga xe lửa, phải không? It's difficult to stop there. Thật là khó khăn để dừng lại ở đó. Let's meet at 5 o'clock in the car park. Hãy gặp nhau tại 5 giờ chiều ở cái bãi đậu xe outside, phía bên ngoài the stadium. That's easier. Thì nó thì dễ dàng hơn. Vậy có gặp ở stadium không bạn? Gặp ở đâu? Stadium. Ở stadium, outside the stadium, ở trong cái car park, nhưng mà nó kế bên gì? Nó outside the stadium, nó ngoài cái stadium. Rồi câu tiếp theo. That's easier. Okay, I'll tell Dad. Are we going to do anything exciting at the weekend, Grandpa? Well, how about going to a museum? That sounds great. Can we see dinosaurs? That part of the museum's closed at the moment. But they're showing something really interesting about beetles. Where are they from? No, biết cái nào? À, nó ngay cái trang đầu tiên chủ đề animal luôn đó. Ai không học là không biết biết con đó rồi. Tại người ta không có đánh vần cho các bạn giống như là mua vào cái xa tờ. Ok, dạ được. I tell that. Cháu sẽ nói cho bố cháu biết. Are we going to do anything exciting at the weekend, Grandpa? Chúng ta sẽ dự định là làm điều cái gì đó thú vị tại cái cuối tuần này, phải không Grandpa? Well, how about going to a museum? Thế còn cái việc đi bảo tàng thì sao nhỉ? That sounds great. Nghe có vẻ tuyệt lắm. Can we see dinosaurs? Chúng ta có thể nhìn thấy những con khủng long, phải không? That's that part of the museum's closed at the moment. At the moment là ngay lúc này, hiện tại. À, ngay lúc này thì cái bộ phận của cái bảo tàng đó thì nó đã đóng cửa rồi. Tức là về cái con khủng long thì nó đã đóng rồi. But they showing something really interesting about beetle. Nhưng mà họ thì đang trưng bày, cái từ show này là trưng bày cho xem, đưa cho cái gì đó xem ha, thể hiện cái gì đó. Nó nhiều nghĩa nha. À, show này còn có nghĩa là các bạn chương trình biểu diễn đó, thấy không? Đó, các bạn hay nói là đi show, được chưa? Đi xem show. Rồi. Họ thì đang trưng bày cái gì đó thực sự là thú vị về cái con bọ. Vậy các bạn đáp án là gì? Beetles. Có S không? Câu tiếp theo. Countries all around the world. And what's the name of the museum? It's called the Bodley Museum. Okay. I'll write that down so I can tell Mum and Dad. Is it Bodley? Yes, that's right. Are we going to go there on Sunday? Rồi, cái câu này thì các bạn nghe được và viết được không? Không á hả? Viết được. Vậy là bạn chữ cái hơi khó. Đó, cấp độ flyer là nó đánh vần từ khó lắm. Where are they from? Họ chúng từ đâu đến ấy? Countries all around the world, ở các quốc gia tất cả trên thế giới. And what's the names of the museum? Và cái tên của bảo tàng là gì vậy ạ? It's called, nó được gọi tên là The Bodley Museum, bảo tàng Bodley. Ok, dạ được ạ. I'll write that down. Cháu sẽ viết nó ra. So, vì vậy,
I can tell mom and dad. Cháu có thể nói cho bố và mẹ biết. Is it, nó có phải là BODLEY? Yes, that's right. Đúng rồi đấy. Rồi, có ai viết được cái từ đó không? Bodily. Rồi, câu tiếp theo. It's not open then, so we'll go on Saturday. Okay. And then can we go for a pizza after that? Yes, if you like. Looking round museums makes you feel hungry. Thanks, Grandpa. See you soon. Bye, Richard. Rồi, các bạn xem câu cuối cùng. Are we going to go there on Sunday? Chúng ta dự định sẽ đi tới đó vào Chủ nhật phải không? It's not open then. À, tới ngày đó thì nó không có mở cửa đâu. So we'll go on Saturday. Vì vậy chúng ta sẽ đi vào thứ bảy. Okay, dạ được. And then can we go for a pizza after that? Và sau đó chúng ta có thể đi tới tiệm bánh pizza sau đó được không? Yes, if you like. Được chứ, nếu cháu thích. Looking around museum makes you feel hungry. Đi xem bảo tàng á. Looking around tức là đi quanh quẩn xem á, đi vòng quanh xem cái bảo tàng, make you là khiến cho cháu feel hungry, cảm thấy đói bụng. Thanks grandpa, cảm ơn ông ạ. See you soon, hẹn gặp lại ông sớm nhé. Bye Richard, tạm biệt Richard. Rồi câu này cuối cùng là từ gì? Ngày nào đi thăm viện bảo tàng, chủ nhật hay Saturday? Saturday. Có ai chọn Sunday không? Chắc có rồi. Nghe được chữ gì vớt thôi. Vớt. Rồi qua phần số 3, part 3, 5 questions, 5 câu hỏi. Where did Holly and her friends buy each of these presents at the birthday party? Holly và bạn bè của cô ấy đã tìm thấy những cái món quà này cho bữa tiệc sinh nhật ở đâu vậy? Listen and write a letter. Nghe và viết một cái chữ cái in each box vào mỗi cái khung. Đây, nó có một cái trang từ vựng ở bên đây nữa. Right, that is one example. The bracelet là cái vòng đeo tay, còn gọi là cái lắc, phải không? Người ta chọn cái câu G này nha, cho nên các bạn dẹp cái câu G đi nha. Rồi, ok, bắt đầu nghe. Part 3. Listen and look. There is one example. Holly went to a birthday party yesterday. Where did Holly and her friends find each of these presents at the party? Did you enjoy your friend's birthday party, Holly? Yes, we played a really good game. What was that? Well, my friend's parents hid presents for us in different places in the house. We had to find them. How many presents were there? Six. One for each of us. My present was a bracelet. And do you know where I found it? Where? On a shelf in the bathroom. Can you see the letter G? Now you listen and write a letter in each box. My friend Daisy got a really nice present. What was that? Well, she loves dressing up, so her present was a pretty necklace. It was made of glass. And where did she find it? She looked for a long time, but it was under the swing in the garden. So the presents were inside and outside. That's right.
Were all the presents something to wear? Not all of them, but there was a ring. Was that difficult to find? Yes, it was in my friend's bedroom. Where was it? Under her bed? No, we couldn't believe it. It was in the bin. Were any boys at the party? Yes, my friend's brother was there. Where did he find his present? Well, it was a little plastic chess game that you can play when you're traveling. His parents put it on the balcony. Did you play with it when you found it? No, we were too busy. And another boy got a great present. It was in the kitchen. What was that? A puzzle with a fantastic picture of a jungle on it. Guess where it was? In the fridge? Well, it was a silly place like that. It was in the oven. Was it on? No, it was cold. And did your friend get a present on her birthday? Yes. She wanted a diary, so she got one of those. Did she find it quickly? No, because her mom and dad put it under her bed, but her little brother moved it. So where did she find it? Well, we all searched and searched, and in the end, we found it in his toy truck. So now your friend can write about that in it, can't she? Yes, she can. Now listen to part three again. Rồi, các bạn nghe lại phần số 3. My friend Daisy got a really nice present. What was that? Well, she loves dressing up, so her present was a pretty necklace. It was made of glass. And where did she find it? She looked for a long time, but it was under the swing in the garden. So the presents were inside and outside. That's right. Rồi, cái đờn necklace là ở đâu bạn? Cô bé không có đề có ai chọn cô khác không? My friend Daisy, bạn của tôi tên là Daisy, got a really nice present, có một cái vòng cổ, có một cái món quà thực sự là đẹp. What was that? Cái đó là cái gì vậy? Well, she loved dressing up. Cô ấy rất là thích diện. So, vì vậy, her present was a pretty necklace. Vì vậy, món quà của cô ấy là một cái dây chuyền đeo cổ xinh đẹp. Vậy là cái câu necklace này. It was made of glasses. Nó làm bằng thủy tinh. And where did she find it? Và cô ấy đã tìm thấy nó ở đâu vậy? She looked for a long time. Cô ấy đã tìm kiếm nó khoảng một thời gian lâu. But nhưng mà it was under the swing in the garden. Nó đã ở dưới cái xích đu trong vườn. Rồi các bạn xem, đó là hình gì? Cô B. Ai chọn đúng nè? Xong một câu. Were all the presents something to wear? Not all of them, but there was a ring. Was that difficult to find? Yes, it was in my friend's bedroom. Where was it? Under her bed? No, we couldn't believe it. It was in the bin. Rồi, cái thứ hai là tìm thấy ở đâu? Cái thứ hai là cái gì? Cái gì? Cái nhẫn ở đâu? Ở trong rác. Trong thùng rác. Có ai nghe được không? Không. Were all the presents something to wear? Tất cả những món quà thì để mặc đeo phải không? Not all of them, không phải đâu ạ. But there was a ring, nhưng mà có một chiếc nhẫn. Was that difficult to find? Cái đó thì nó khó khăn để tìm thấy không? Yes, có. It was in my bedroom, my friend's bedroom. Nó ở trong phòng của bạn tôi. Where was it? Nó đã ở đâu? Under her bed. Ở dưới gầm giường của cô ấy hả?
No, dạ không phải. We couldn't believe it. Chúng tôi không thể tin được điều đó. It was in the bin. Nó ở trong thùng rác. Chiếc nhẫn trong thùng rác là câu gì? Câu H. Chúng ta qua câu tiếp theo. Were any boys at the party? Yes, my friend's brother was there. Where did he find his present? Well, it was a little plastic chess game that you can play when you're traveling. His parents put it on the balcony. Did you play with it when you found it? No, we were too busy. Đây, cái số 2 này là cái gì? Ở đâu? Were any boys at the party? Những cậu bé nào ở, có cậu bé nào, trai nào ở cái bữa tiệc không? Yes, my friend's brother was there. Anh trai bạn của tôi đã ở đó. Tức là người bạn của tôi có một người anh trai thì cái cậu ấy đã ở đó. Where did he find his present? Cậu ấy đã tìm cái món quà ở đâu? Well, it was a little plastic chess game. Nó chỉ là một cái trò chơi cờ bằng nhựa nhỏ xíu thôi. That you can play, mà bạn có thể chơi when you are traveling, khi bạn di chuyển. His parents put it on the balcony. Cha mẹ của cậu ấy đã đặt nó ở ban công. Did you play with it when you found it? Bạn đã chơi với nó khi mà bạn đã tìm thấy nó, phải không? No, không. We were too busy. Chúng tôi thì đã bận rộn. Vậy cái quân cờ bằng nhựa đó, quân cờ nhựa nhỏ đó ở đâu? Tìm thấy ở đâu? Ban công. Ban công hình nào? Cô đi. Là chess game. Đi. Phần này nghe rất là khó, cho nên các bạn chú ý nghe. Có nhiều bạn không nghe được câu nào. Tại vì mình đã chọn cái câu này rồi, khi mà mình nghe lại, mình lại phải chọn câu khác. Cho nên là bị... And another boy got a great present. It was in the kitchen. What was that? A puzzle with a fantastic picture of a jungle on it. Guess where it was? In the fridge? Well, it was a silly place like that. It was in the oven. Was it on? No, it was cold. Rồi, câu này là gì? And another boy, và một cậu bé khác, got a great present. Đã có một cái món quà tuyệt vời. It was in the kitchen. Nó ở trong bếp. What was that? Đó là cái gì vậy? A puzzle with a fantastic pictures of a jungle on it. Một cái tấm ghép hình với những cái bức tranh tuyệt diệu, rất là đẹp, ở của một cái khu rừng ở trong, ở trên nó. Guess where was it? Hãy đoán thử xem nó đã ở đâu. In the fridge, ở trong tủ lạnh phải không? Well, it was a silly place like that. Nó đã ở một cái nơi ngớ ngẩn như vậy đó. It was in the oven. Nó đã ở trong cái lò, lò nướng hoặc là lò vi sóng, lò vi ba. Rồi, chọn câu nào. Was it on? Nó có còn không hả? No, it was cold. Tức là cái bếp cái oven này, lò nướng này, nó có bật lên không á? No, dạ không. It was cold. Nó còn lạnh. Vậy câu nào bạn? Lâu. Cô ép này hả? Là cái oven đây hả? Rồi, miếng ghép hình thì ở trong lò vi sóng. Rồi, câu cuối cùng. And did your friend get a present on her birthday? Yes. She wanted a diary,
so she got one of those. Did she find it quickly? No, because her mom and dad put it under her bed, but her little brother moved it. So where did she find it? Well, we all searched and searched, and in the end, we found it in his toy truck. So now your friend can write about that in it, can't she? Yes, she can. Tôi có thấy các bạn không ngồi tìm được hả? And did your friend get a present on her birthday? Và bạn của bạn đã có một món quà vào ngày sinh nhật của cô ấy, phải không? Yes, đúng rồi. She wanted a diary. Cô ấy đã muốn một quyển nhật ký. So, vì vậy, she got one of those. Cô ấy đã lấy một trong những thư đó. Did she find it quickly? Cô ấy đã tìm thấy một cách nhanh chóng, phải không? No, không. Because, bởi vì, her mom and dad put it under her bed. Bởi vì, ba mẹ của cô ấy đã đặt nó ở dưới cái giường của cô ấy. But, nhưng mà, her little brother moved it. Nhưng mà, em trai nhỏ của cô ấy đã di chuyển nó đi đâu rồi? So, vì vậy, where did she find it? Vậy cô ấy đã tìm thấy nó ở đâu? Well, we all search and chúng tôi đã tìm kiếm và in the end, cuối cùng, we found it in his toy truck. Chúng tôi đã tìm thấy nó ở trong cái đồ chơi xe tải của cậu ấy. So, vì vậy, now your friend can write about that it in it, can she? Vậy bây giờ bạn của bạn có thể viết về cái điều đó ở trong cái cuốn nhật ký, phải không? Yes, she can. Dạ, yeah, đúng rồi. Vậy câu diary ở đâu các bạn? Ở trong cái xe đồ chơi, xe tải, làm hình y. Rồi, ai làm đúng hết phần này là giỏi nha. Đây là một cái phần nghe rất khó trong cái phần flyer này. Ai đúng hết không? Không. Chắc? Chắc luôn. Nãy giờ cô thấy ngồi chơi không à, chứ có gì đâu. Ngồi chấp đáp án của cô vậy. Nghi ngờ quá. Sai hai câu. Căng. Căng rồi đấy. Rồi các bạn stop nha. Rồi.